Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10. Ở lớp 3, đây cũng là lần đầu tiên môn tiếng Anh và tin học trở thành môn học bắt buộc. Thế nhưng trước thềm năm học mới, tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra trên cả nước. Năm học 2022-2023, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng khoảng 21.800 học sinh. Thành phố có nhu cầu tuyển dụng 2.355 giáo viên tiểu học bậc trung học cơ sở cần 1.698 giáo viên, mầm non cần 892 giáo viên và trung học phổ thông cần tuyển 296 người. Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An, tỉnh đang thiếu gần 8.000 giáo viên các cấp. Năm học 2021-2022, Nghệ An được bổ sung 2.800 giáo viên, nhưng hiện vẫn còn thiếu khoảng 6.000 giáo viên. Tình trạng tương tự cũng diễn ra Bình Dương và một số các địa phương khác. Đa phần các sở giáo dục đào tạo đều dùng phương án tạm thời như ký hợp đồng ngắn hạn, chia sẻ giáo viên thỉnh giảng. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng thẳng thắn thừa nhận hiện nay tỷ lệ giáo viên trên một lớp bình quân chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Nhiều địa phương đang thiếu giáo viên môn tiếng Anh, tin học đối với tiểu học, môn âm nhạc, mỹ thuật đối với trung học phổ thông khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Từ năm học 2022-2023